Xin mến chào tất cả quý vị các bạn anh chị. Quay lại kênh Viết Phú này. Hôm nay em đi ra quán đồ cũ, có rất nhiều xe cộ. Tuy nhiên em nay không phải là đi mua đồ, cũng đi mua đồ. Em đi mua cái máy hút bụi. Nhân tiện em bán đồ. Đây là cái máy hút bụi, máy sấy mini này. 450W, máy mini. Và một đôi giày Converse. Converse chính hãng nhá, không phải là Converse ở Việt Nam đâu. Converse mua ở bên Nhật này đấy. Converse Star này, màu đen. Đấy, còn rất đẹp đấy. Em cũng không đi, đi ra một lần đấy. Em đi làm bán xem là được mấy yên. Cái máy hút bụi này là cái máy sấy này trước em mua 500 yên, 100.000. Giờ ra họ có mua cho được khoảng tầm 10.000 không nha. Và cái đôi giày Converse này tính bằng 3-4 sen, 600-700.000. Xem họ có mua cho được khoảng tầm 100.000 gì đó không. Sẽ đi vào quán và thử bán cái này cho các bác cùng xem là cái này bán được bao nhiêu tiền. Đây vào quán đây rồi. Để anh quay đây rồi. Anh chờ lấy số đó. Rồi em lấy được cái số chờ ấy rồi, đây nhân tiện là xem đồ một lúc, chờ người ta gọi đến tên thì vào. Đấy, trong lúc chờ người ta gọi đến số thì em loang quang ở cái quầy này, thì em sẽ mua cái máy hút bụi Panasonic này. Sáng em đi qua em ngó rồi thì thấy em dùng được thì em sẽ mua về em dùng. Nhưng mà con này nó không có cái túi đựng rác đây. Túi đựng rác thì tính sao? Túi đựng rác giờ mua đâu nhỉ? Căng quá nhỉ? Giờ thì mấy con này đều không có túi đựng rác hết. Chịu thôi. Bây giờ đi ra gọn đồ mới mua. Cho có mấy bác có hỏi quạt kia này. Đây có rất nhiều quạt nhưng mà toàn là mấy cái quạt này thì như ở Việt Nam mình thôi, mình cũng chưa chắc là ăn được tiện cơ 91 của mình đâu. Của Nhật đây, Nhật cả đấy. Tầm 300.000 đến 500.000 một cái. Hàng cũ vận chuyển về lại rất kích ông lên thêm 700. Thì em khuyên các bác có hỏi đấy thì em bảo là mua ở Việt Nam cho nó lành, cho nó nhanh. Toàn là mấy cái quạt không có tên tuổi gì, Iris ở Oyama kia thì cũng có tên tuổi. Nên mấy cái quạt gió kiểu này nữa này. Nhưng mà em bảo là mua Việt Nam cho lành, chứ chắc ăn được điện cơ 91 của Việt Nam đâu. Mấy cái máy hút bụi này thì em sẽ mua một cái cũ kia được. Rồi em hút nhà cho sạch. Trước em mua cái máy kiểu như cái robot kia kìa, cái đỏ đứng cần này dài ấy. Nhưng mà hút nó không sạch được mấy cái bụi nhỏ, nó chỉ hút được mấy cái bụi to vào thôi. Nên là không ăn thua. Đây còn cái Panasonic nữa, nó mới hơn. Để xem. Cái này có hộp đựng bụi đây. Nhưng mà cái này thì để xem cái này có lắp vừa hay kia. Được, lắp vừa ta vẫn lấy được các bạn. Không sao. Nó to hơn các bạn. Kiểu nó hơi khác chút. Nên là nó không lắp được. To hơn. Cái này nó dài hơn. Đấy, nó không có cái mấy cái gờ như này. Nhát phải thôi chứ nếu mà lấy nó đấm chết đấy, không được đâu, nó biết đấy. Đây rất nhiều máy giặt này, lò vi sóng thứ nhiều lắm. Toàn lò vi sóng nhưng mà nhiều bác hỏi lò vi sóng nhưng mà cái này nó nặng, vận chuyển về nó tầm 230.000 một cân. Cái nhẹ nhẹ thì không sao, cái nhẹ này, cái này còn cân thôi. Đấy, thì được 860W. Còn mấy cái máy này thì nặng lắm. Mấy máy này thì nặng lắm, như cái nhà của em kìa, nó cũng mua em để cho kìa. Nặng mười mấy, như cộng 10 cân. Tiền cước nó mất 2 triệu mấy rồi. Nên là em có khuyên là đừng có buồn gì cả. Mua đồ mới Việt Nam mà dục. Nhưng mà cái này nhẹ được. Mấy kia thì nó nặng lắm.
Đấy, em chờ loanh quanh một chút rồi chờ người ta gọi đến số ra để xem người ta mua cái kia của em được bao nhiêu tiền đấy. Mới gần có trước em quay rồi nên em chọn quay đấy. Đây có đồ tạ tiếp rồi, vợt tennis chứ không phải là vợt cầu lông. Có mấy bạn hỏi vợt cầu lông mà không có, toàn vợt tennis thôi. Bên này người ta không chơi cầu lông mấy nên không có đồ. Còn hai mươi lượt là chờ một chút người ta gọi ra mua đồ ấy, à, bán đồ ấy. Đây có mấy đôi giày thể thao đá bóng, nhiều bạn hay hỏi. Mấy đôi này nó bán tầm 500 nghìn một cái, đôi nhỏ nhỏ như này. Cỡ chân dài 23.5cm. Dài cho mấy anh em chân nhỏ hoặc là các em cấp 2, cấp 2, cấp 3. Nó bán tầm đôi này rẻ này, 170 nghìn. Đinh này của gì đây? Mercury Adidas. Còn đây là một đôi của gì đây? Acid. Này đinh sắt này, ồ ghê quá. Này mà dẫm vào thì đi luôn, chân đất thì có toang, 1.1 nha, 1.2 nha các. Đặt đây cũng lại đâu. Con này thì hơn 400.000, 21cm, cấp 2, em cấp 2 đi được. Đấy, đôi giày thao nó cũng có một số đôi như này thôi, nhưng mà không nhiều lắm đâu. Nhiều bác hay hỏi nhưng mà nó không có nhiều. Để mà nhặt một loạt nhiều ấy. Không có Nike nữa gì đây, Predator. Cái này khoảng 230.000. Kiểu toàn là kiểu như này này. Đây này là 26.5cm chân này, dài 3, đôi này 350 Adidas này. Đấy. Cũng mua được. Đấy, em trước mua vài đôi đây rồi. Đôi con vớt thì không biết là đợt đấy người ta công ty cho đợt mỗi sang, nó không dùng để em đi bán. Đây, em người ta gọi đây rồi các bạn, em đến xem thế nào. Rồi em Đây các bác ơi, em vừa bán một đôi giày Convert mà người ta mua 400 yên, 4 đồng xu. 400 yên có ghi phiếu 400 yên. Là khoảng tầm 80 nghìn. Còn đôi đấy đôi giày mua là khoảng tầm 800 nghìn. Người ta mua 1/10 giá. Còn cái máy sấy mini này thì họ bảo là không có gì nhỉ? Tem còn dán hộp ấy. Nên nó không mua, đồ mini này rẻ quá nó không mua nữa. Trả lại này, mang về. Đấy, còn 400 đồng xu này thì đi sang bên này để tìm xem có cái túi đựng rác cho máy hút bụi không. Xong rồi đi về đây lại mua lại cái máy hút bụi này về để hút bụi nha. Đấy, là mua bán bên này là mua 1/10 giá rồi. Hôm nào em lại quay lại đấy em xem cái đôi giày của em nó bán mấy trăm sen. Chắc nó phải bán lên tầm 1,2 sen đấy. Đôi đấy bán 2 sen là 1,5 sen đấy. Tầm 300 nghìn. Lúc nào em ra coi là có gì em quay lại cho bác xem. Đây là em vừa đi sang mua được cái túi đựng rác của bên kia rồi bác. Nằm 60 nghìn 10 cái. Rồi có cái túi này mới có lại mua cái này 350. Đấy, Panasonic cũ đây. Còn cái mới thì tầm 1 triệu, mới hơn tầm 1,1 triệu trong kia đang bán. Con này nó bị cong cái vòi này tí, không vấn đề gì cả. Giờ thì tháo ra để bỏ lên siêu xe đi về thôi. Rồi chào các bác nha, cảm ơn các bác theo dõi video. Hẹn gặp lại video lần sau. Đây là sau 2 ngày quay lại này các bác. Đôi giày của em người ta đã bán 1 cm 1.
230.000, 230 mấy nghìn, mua của mình 80.000 đấy. Đấy nha, con đôi con vốt đấy nha, đấy. Con vốt đàng hoàng 24 cm đấy.